Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá lúa mới nhất nha anh chị. Thì hôm nay là em vẫn là cập nhật tình hình cái giá lúa từ tỉnh này sang tỉnh kia nha anh chị ha. Và đây là những cái bình luận mà những cái khán giả mà xem kênh của em á bình luận vô, ví dụ như là ở tỉnh Đồng Tháp thì bình luận lên tỉnh Đồng Tháp, ở Long An thì bình luận lên Long An. Vì vậy cái khả năng mà nó chính xác anh chị nó tương đối là khoảng đâu là từ 90% luôn nha anh chị ha. Rồi em sẽ bắt đầu là cập nhật câu bình luận của anh Xuân Nguyễn ha. Anh ở Kiến Tường, Long An nè, bán OM 18 là giá là 8.100 ha. 16 âm lịch này cắt nha anh chị. Và một anh là user 6G ha, anh nói là anh tên Quốc. Giá lúa ở Tây Ninh là thấp hơn ở miền Tây. Anh nói là cơ bản là mấy năm trước là cái giá lúa của Tây Ninh thì vẫn thấp, nhưng mà thấp ở đây nó khoảng đâu là từ 400 cho đến là 500 đồng thôi. Nhưng mà năm nay thì nó trên lệch đâu khoảng đâu là 1.000 đến 1.000 mấy nha anh chị ha. Thì đây là cái ý của anh, gọi là anh Quốc ở Tây Ninh nha anh chị. Thì bởi vậy thì mấy anh lái ở khu vực Tây Ninh thì cũng nên xem xét lại, và em cũng nói cũng khá là nhiều nha mọi người. Rồi tiếp tục là một anh Hào Lê, anh nói là cái ngành nông nghiệp ở Tây Ninh là không được quan tâm đến cây lúa như là phân bón nè, bao bì này nọ tùm lum luôn đó. Thì anh bình luận vậy. Còn em sẽ tiếp tục em cập nhật ha. Là một bạn user 4V nè, thì bạn này tên là Trí nha, anh Trí ở Thạnh Hóa, Long An ha. Anh nói là 12 âm lịch này anh cắt giá lái cho chỉ có 7.800 thôi. Thì Long An thì bữa giờ thì em thấy là giá lúa mình nó cũng có lên nha anh chị ha, trước đó thì nó thấp lắm, 6.000 mấy nha, 6.700, 6.800 mà, nhưng mà cái thời điểm gần đây thì có lên nha anh chị. Rồi một bạn tên Võ kêu tập trung vào giá lúa, ok. Thì nói chung là em cũng tập trung vào giá lúa, hơi lâu lâu thì em cũng nói xiên nói tay á mấy anh cọ mà. Rồi tiếp tục là bạn Ý nè, Ung Ý nè, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, giá đại thông 8 là bao nhiêu vậy anh? Thì ở đây có một cái câu trả lời nè, bạn nói là anh Tấn ha, cập nhật ha, là ở Bạc Liêu là anh ở là ấp Phước 3A, Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu, là đại thông 8 là 8.100 nó. Thì anh cũng có thể là tham khảo ha. Rồi một anh là user 9B nha, anh tên là Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh ha, là mùa 10 này cắt là giá là 7.700, lúa là OM 352 ha. Và một anh là Hậu Gà, anh cập nhật cái giá lúa là DS1 ha. Bạn hỏi mình là cái giá lúa DS1 là bao nhiêu, thì ở đây sẽ có một cái bình luận khác anh cập nhật luôn nè. Giá DS1 ha, là ở Kiên Giang hiện tại bây giờ nó chỉ còn có 7.800 thôi nha anh chị ha. Tại vì lúa ở khu vực ở Kiên Giang hiện tại là lái người ta đã gom đủ cái số lượng lúa rồi, thành ra là nó bây giờ nó cũng rẻ rẻ nha anh chị ha. Một anh tên là Võ Nguyễn Thu Lâm, thì là anh ha. Rồi anh cập nhật là ở Thoại Sơn, An Giang, OM 34 là 7.600 nha anh chị. Rồi tiếp tục là Tây Ninh, OM 380 nè, 7.200. Còn OM 18 là chính đẹp luôn, là chỉ có cũng là 7.200 luôn nha anh chị. Rồi một bạn nói là ở Đa Lộc Trì là 8.200 luôn nha. Rồi ở cả Nam Sóc Trăng là có 8.000 thôi. Rồi một anh ở Đại Hải, Sóc Trăng nè, là anh nói là lúa OM đại thông 8 gì nè, OM 18 và đại thông 8 người ta mua chỉ có 7.600. Thì đó là một số câu hỏi nha anh chị ha. Rồi em tiếp tục là em cập nhật nha. Anh là user màu ớt ha, anh nói là anh ở Hậu Giang, anh cập nhật cái đại thông 8 hiện tại của anh là bây giờ là 8.300 nha anh chị. Và một anh user 5B nè, anh ở Trà Vinh, anh cập nhật là giá lúa là 8.400. Và một anh user 5Z luôn ha, anh ở Bình Thuận, anh cập nhật cái giá lúa gà là 7.700 nha anh chị. Rồi một anh ở Định Quán, Đồng Nai ha, anh cập nhật là cái giá lúa là 5451, hiện tại bây giờ là lái nó chỉ mua có là 7.000 thôi. Thì hiện tại nó niên thật sự mà nói, trong cái thời điểm này mà mua giá mà 7.000 anh chị, mà lúa 5451 thì nó cũng hơi rẻ nha. Theo em nó nằm ở khoảng đâu là 7.400 hoặc là 7.500 ha. Tại vì bữa giờ em cập nhật em thấy cái giá đó nằm ở cái mức chung nha anh chị. Đồng Nai thì hôm nay thì rất ít anh chị cập nhật cái giá lúa lên, thành ra là em cũng không có nắm nhiều, chỉ có những anh như là Kiên Giang nè, Bạc Liêu nè, Sóc Trăng nè, Trà Vinh nè, Tiền Giang nè, và một số tỉnh khác, nhưng mà ở tỉnh Đồng Nai thì ít. Rồi anh nợ Trần 124 nha, đại thông 8 An Giang,
là mùng 6 này chắc là người ta trả là 8.000. Một anh user 2G ha, ở Tây Ninh á, cái giá nếp á, là người ta hiện tại là mua là 7.500. Rồi một bạn cập nhật ở Trảng Bàng Tây Ninh luôn nè. Ở Trảng Bàng Tây Ninh hiện tại là lúa 5451 là 6.900, hồi nãy vẫn kêu 7.000 giờ 6.900. Trên lệch nhau 100 đồng nữa nha anh chị. Rồi một bạn user 5795 ha. Anh ở là Long An, anh cập nhật là cái lúa là 504 á. Anh nói là 20 ngày nữa cắt nhưng mà lái bây giờ cho giá là 7.300, cũng rẻ nha anh chị ha. Rồi Duyên Ngô nè, rồi một bạn bạn Duyên Ngô cập nhật là lúa là 7347, là người ta trả là 8.000 nhưng mà bạn chưa quyết định bán, bạn còn chờ. Rồi một bạn là Tài Nguyễn ha, 29, là bạn cập nhật là lúa OM là 34, hiện tại là người ta trả là 7.800. Rồi tiếp tục là một bạn hỏi em về giá nếp ở Tân Hồng Long An hiện tại là bao nhiêu. Thì nãy giờ em cập nhật cái giá nếp á, thì ở những anh Tây Ninh thì cập nhật là 7.500 nha, nhưng mà ở Long An thì em thấy nó khoảng đâu là 7.800 đó. Em thấy một số anh chị cũng cập nhật cái giá lúa tầm tầm đó nha anh chị. Rồi một bạn ở Châu Thành Tây Ninh nữa nè, OM 18 cập nhật là giá 7.300 nha. Rồi bạn một bạn là Thanh Nguyễn nha, bạn nói là bạn ở Gò Dầu Tây Ninh á, hiện tại là lúa OM 18 bây giờ là 7.500. Và một anh nói á, một anh này anh nói anh bình luận như lên nè, anh nói là cái giá lúa ở miền Tây nó cao hơn ở Tây Ninh là phải rồi, tại vì lúa ở Tây Ninh sai không ra gạo bằng ở miền Tây. Thì như lúc ban đầu em có nói á, thì đúng là như vậy nha anh chị ha, nhưng mà nó trên lệch nó đâu khoảng đâu từ 400 đồng cho đến là 500 đồng thôi, chứ không thể nào mà trên lệch khoảng đâu là 1.000 mấy được. Nếu trên lệch 1.000 mấy là lúa ép nha anh chị ha, là em chia sẻ cho anh chị nãy giờ. Thì đầu video thì em cũng có chia sẻ một câu bình luận của một anh gì đó. Rồi anh Nguyễn Minh Thái nha, anh cập nhật là lúa OM 18 bây giờ là người ta trả là 8.400 nha anh chị ha. Lúa là OM 18 ở tỉnh Trà Vinh. Rồi tiếp tục là em cập nhật cái giá lúa ở Tiền Giang nha anh chị ha. Một anh ở Gò Công nè, ảnh cập nhật là giá lúa là Đại Thơm 8 hiện tại bây giờ chỉ còn là 8.100 thôi nha anh chị. Đó. 8.100 trong cái thời điểm này thì cũng tương đối là ok nha anh chị ha, chứ trước đó là nó tới 8.500 luôn nha anh chị. Rồi anh Trung vậy nè, 447, anh cập nhật là giá lúa Đại Thơm 8 là bây giờ là 8.300 nha anh chị, 8.300 mà anh không có ghi ở là anh ở cái tỉnh nào nha. Rồi anh Diễm Nguyễn nè, ở Vĩnh Long thuộc huyện Vũng Liêm nè, cập nhật là cái lúa OM 18 là 8.200 nhé. Rồi bạn bình luận vậy. Rồi một bạn là ở Hậu Giang ha, bạn cập nhật là lúa ở Đại Thông 8 ở Hậu Giang của bạn là 8.200. Rồi một bạn ở Tây Ninh nữa nè, bạn này bạn ghi là user Ba Quy nha, bạn nói là bạn ở Tây Ninh OM là 380, hiện tại là người ta trả chỉ có 7.100 thôi. Rồi một bạn Thanh Nguyễn nha, Thanh Nguyễn hay Thanh Trần nhìn không rõ nữa, nhưng mà bạn cập nhật là cái giá lúa Nhật ở Kiên Giang á, là người ta mua là 7.700 nha anh chị. Rồi một bạn Di Trần 597 nè, nó là kênh mình chia sẻ rất là hay, rất là chính xác. Thì ở đây thì em nói là cái mức độ nó chính xác thì đâu đó khoảng đâu 80% thôi, còn 20% có thể là một số anh cò anh chọt, nhưng mà em á, thì em làm YouTube thì em cũng có thể là em dòm được nha. Nói chung anh nào chọn là ví dụ như cái giá sàn của người ta từ 8.000 trở lên thì tự nhiên chọt vô 6.000 mấy là em biết chọt rồi đó, chọt vô mới ép giá được. Rồi một anh là Giang Thanh ha, Giang Thanh anh cập nhật là cái giá lúa gà ở Tây Ninh á, là 7.200, còn OM là 13552 là 7.600 nha. Rồi một anh ở Đức Huệ nè, tôi ở Đức Huệ lúa Đại Thơm 8 mùng 10 này cắt là lấy 7.850 ha, còn nếp là 7.800. Rồi một anh là Phạm Hùng ha, anh nói là anh ở Châu Thành tỉnh Trà Vinh, Đại Thơm 8 là 8.400 đến 8.500 nha. Rồi Tiểu Cần Trà Vinh nè, Đại Thơm 8 bữa nay là 8.500. Rồi thì hôm nay em cũng đã cập nhật một số bình luận của anh chị đã bình luận lên trên kênh của em nha. Thì cũng gần hết vụ lúa rồi, thì anh chị có thể là cập nhật khi nào mà anh chị mua cái lúa giống, anh chị bình luận cái giá lúa giống lên luôn nha, thì em sẽ cố gắng là em cập nhật cho anh chị luôn. Thì đó là vậy, em cũng xin được mến chào ha.